Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng. Hôm nay Quân lại tiếp tục gửi tới quý anh chị một mẫu xe Kia, một trong những chiếc xe mà gọi là vua phân khúc gia đình, chiếc xe Kia Carnival sản xuất năm 2021, màu trắng, biển số 92, Quảng Nam nha quý anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi coi một vòng chiếc xe, ngoại thất chiếc xe, xem chiếc xe này được trang bị những gì và còn mới như thế nào. Xe vừa về là Quân đã quay liền cho quý anh chị rồi. Xe chưa kịp rửa luôn quý anh chị nha. Carnival, máy dầu nha quý anh chị. Phiên bản luxury, có trang bị rất là nhiều option. Camera lùi này quý anh chị, camera lùi, cảm biến góc và cảm biến sau. Đó, cửa lùa. Đây là một trong những chiếc xe mà rộng nhất phân khúc gia đình. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra về phần nội thất của chiếc xe. Đây, mọi người hãy cùng coi nội thất. Màu da bò, ghế chỉnh điện. Đây là cái phần điều chỉnh cửa, tất cả đều tự động, chạm một chạm hết nha quý anh chị. Xe 2021 chạy cực kỳ ít, mới có 29.000 km thôi. Thì ngay khi có thông tin thì bên Quân đã lập tức đi lấy và gửi tới quý anh chị một chiếc xe cực kỳ chất lượng. Hộp số tự động, có phanh tay điện tử auto hold đầy đủ hết nha quý anh chị. Cái phần vô lăng thì tích hợp rất là nhiều nút bấm và được thiết kế dạng ba chấu rất là sang trọng. Chúng ta sẽ cùng coi kiểm tra hàng ghế sau ha. Cửa lùa nha quý anh chị. Wow, đây phải nói là quá tuyệt vời cho một chiếc xe gia đình, rộng nhất trong phân khúc. Mọi người có thể nhìn sơ về cái nội thất da bò rất là sang trọng nha quý anh chị. Ở hàng ghế phía sau ngồi thì rất là rộng rãi. Đi gia đình chiếc xe này thì phải gọi là lựa chọn tuyệt vời. Rồi, vừa rồi Quân đã quay một vòng chiếc xe và kiểm tra nội thất của chiếc xe thì chúng ta cũng đánh giá được một phần nào chiếc xe còn mới như thế nào. Hiện tại chiếc xe này Quân đang bán với giá là 1.190.000.000, còn thương lượng cho tất cả quý anh chị nào gọi trực tiếp cho Quân. Rồi, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở những video tiếp theo. Nếu video thấy hay, chiếc xe đẹp thì mọi người hãy cho Quân xin một like, một follow. Và bên Quân chuyên mua, thu mua tất cả dòng xe qua sử dụng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh chị muốn đổi xe, muốn trao đổi, định giá, tư vấn miễn phí thì hãy gọi trực tiếp cho Quân. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.